Các bạn thân mến, đối với những người yêu nhạc chuyên nghiệp, những người muốn nghe nhạc chuyên nghiệp tinh tế khắt khe thì có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng các bạn biết là trong quá trình chơi nhạc thì không phải chúng ta chỉ đơn thuần nghe một loại nhạc. Ví dụ có những người thì chỉ chuyên nghe nhạc vàng và không bao giờ nghe nhạc trẻ và cũng không bao giờ nghe nhạc Daisy Nan Top. Nhưng có những người lại nghe hỗn hợp, lâu lâu đá một tí nhạc vàng và lâu lâu lại chuyển sang một tí nhạc trẻ và lâu lâu lại làm một tí nhạc TikTok và thích lên thì làm một tí Daisy Nan Top. Thì các bạn thấy cái việc mà chúng ta nghe nhạc theo cái gu nào thì đòi hỏi phải lựa chọn những cái cặp loa có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó. Thì các bạn thấy trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều các dòng loa, từ các dòng loa bát to bát nhỏ rồi đến những dòng loa gân mút, đến những dòng loa gân xếp vải, đến những dòng loa màng carbon, những dòng loa bát kép, vân vân và vân vân. Các bạn thấy rất rõ là nhà sản xuất cũng nắm rõ cái thị hiếu đó và tạo ra rất nhiều những cái dòng loa khác nhau trên thị trường để cho người tiêu dùng lựa cơm gắp mắm và tùy theo cái sở thích của mình để lựa chọn. Ngày hôm nay tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý và chỉ ra một vài cái sai lầm trong việc lựa chọn những dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp để các bạn tham khảo. Tất cả những yêu cầu về mua sắm hay tư vấn phối ghép, các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển hoặc đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Những bạn có Facebook nhớ dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Những bạn có nhu cầu về sửa chữa các thiết bị audio hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn thân mến, cái việc mà chúng ta lựa chọn một cái cặp loa để nghe nhạc chuyên nghiệp ấy thì nó cũng giống như việc chúng ta lựa chọn một người phụ nữ làm vợ ấy mà. Thì các bạn thấy lúc đầu thì chúng ta lướt qua thì chúng ta gặp nhau tay bắt mặt mừng, rồi chúng ta nhìn đến nhau thì cũng thấy sao xuyến. Đấy, nghe thanh âm của giọng nói cất lên thì thấy cũng say đắm, cũng say mê, thấy cũng thỏ thẻ oanh vàng. Đấy, thế nhưng mà về nhà làm mẹ làm vợ rồi thì các bạn thấy trăm thứ nó đến tay và cuối cùng lại thấy nó không dịu dàng như sự mong đợi của mình. Đấy thì các bạn mới thấy người xưa nói cái câu là cưỡi ngựa xem hoa, thì cái thuyết này cái học xin lỗi các bạn là cái điển tích này là nó bắt nguồn được cái chuyện là một cái chàng trai bị thọt đấy mới phải ngồi ngựa để che giấu đi cái việc mà mình đi bộ thì nó sẽ thọt đúng không ạ, nó lộ ra, cho nên cưỡi ngựa thì tỏ ra rất là công tử. Và đi qua đường thì thấy một cái cô gái e thẹn rất là xinh đẹp và cầm cái quạt che một nửa mặt mình lại và chỉ hở ra một nửa gương mặt thôi, để tỏ ra rất là thẹn. Thế thì cô gái này nhìn thấy chàng trai kia phong độ quá thì say mê, và cô gái kia, chàng trai kia thì nhìn thấy cô gái này ngồi bên đường mà ở bên một cái nhà giàu đấy, ngồi bên cổng ấy, thì nhìn thấy rất là say mê, thế mới thấy tìm người mai mối để lấy. Và thuở xưa thì các bạn biết rồi, không có điều kiện gặp gỡ để trao đổi như bây giờ đâu, và cái cùng là hai người lấy nhau. Thế đêm động phòng mới thấy là cô gái này hóa ra một nửa gương mặt bị bớt, cho nên cô này mới cứ cầm quạt che nửa đi, chỉ hở ra nửa đẹp thôi, còn chàng trai lúc đấy mới lộ ra là người bị thọt, dị tật. Đấy, cái việc lựa chọn loa thì tôi muốn nói với các bạn là từ cái chuyện đó thì chúng ta phải rút ra cái kinh nghiệm. Thì ngày hôm nay tôi nói với các bạn như thế này này, đối với những người mà nghe nhạc chuyên nghiệp ấy, tôi chỉ nói về những người nghe thôi nhá, không nói về những người hát. Người hát thì tôi sẽ có video riêng. Thì đối với việc mà chúng ta nghe nhạc chuyên nghiệp ấy thì những người mà thích nghe nhạc vàng, đấy, nghe nhạc vàng thì các bạn biết rồi, không bao giờ nó đánh uỳnh uỳnh như những dòng nhạc trẻ hay nhạc TikTok hay Daisy Nan Top bây giờ đâu. Những dòng nhạc vàng thì có những cái dòng loa sinh ra để chuyên phục vụ những người thích những cái dòng đồng quê trữ tình, nghe nhạc nhẹ đấy, nghe hòa tấu thính phòng, tức là những người không nghe uỳnh uỳnh, muốn nghe cân đối ba giải, nghe hài hòa và muốn nghe được tất cả những cái thanh âm trong trẻo nhất trong bản nhạc. Trong bản nhạc có cái gì, có cái nhạc cụ gì, mình muốn nghe được thấy hết tất cả những cái tài năng của cái người hòa âm phối khí, cũng như cái tài năng của giọng hát, cái thiên phú của cái giọng hát, của cái giọng, những cái giọng ca mà mình yêu thích. Thì người ta đã tạo ra những dòng loa kiểu như thế này, đó là JBL 4312A, 4312B, 4312C, 4312D, 4312E, SE, rồi những dòng 4411 vân vân. Tức là những dòng kể cả JBL 100 Century hay những dòng JBL 431K2 MK2. Đấy. Thì đặc trưng của những cái như dòng như thế này thì các bạn thấy cấu trúc của nó thường thường nó sử dụng một bát màng giấy tinh khiết, bột màng giấy tinh khiết và gân xếp vải tẩm dầu, giống như trên những dòng Pioneer HPM 100 đấy. Thì các bạn thấy, đấy, thường thì các bạn thấy có thể là trung đôm, có thể là trung giấy, có thể là chép giấy, có thể là chép đôm, có thể là chép titan, có thể là chép kim cương, như trên những dòng JBL 65A hay 65 Dubai vân vân. Thì các bạn cứ nắm như vậy nhé. Đấy, thì đó là những cái dòng gu như thế này. Thì các bạn cứ phân biệt cho tôi, nhìn vào cái bát, cái bát của nó sẽ là những dòng bát, đó là những dòng xếp vải tẩm dầu. Đấy, như dòng 4312A này. Thì cặp loa này có giá ngoài 20 triệu một chút. Cụ thể thì các bạn có thể gọi cho chúng tôi nếu các bạn có nhu cầu. Đấy, ở thời điểm làm video thì tôi không nhớ được hết vì nó nhiều sản phẩm quá. Thì các bạn thân mến, đây là dòng 4312A. Thì bát 30, gân xếp vải tẩm dầu, đấy, trung giấy, sơn cứng mặt và chép của nó là chép titan. Rất giống với lại cái dòng này. Thì dòng này là dòng hết số, đó là 4312MK2. Đấy. Thì những dòng này có giá 26-27 gì đó, khoảng đó. Thì các bạn cứ gọi cho tôi sẽ có giá chi tiết. Thì các bạn thấy là cái việc mà những người nghe nhạc chủ yếu là nghe theo cái kiểu tinh khiết,
nghe âm thanh tinh khiết nhất, tinh túy nhất, thì người ta hay lựa chọn những cái dòng loa kiểu kiểu như này. Đó là bố cục gân xếp vải tập dầu, có thể là bát 25, bát 20 hay là bát 30 thì tùy sở thích mỗi người. Đấy. Nhưng nhìn kết cấu chung cơ bản là cái gân xếp vải tập dầu thì nó sẽ có cái hạn chế trong cái biên độ dao động của bát, và đương nhiên là bát nó sẽ không quá mạnh. Và nhiều người đã chơi những dòng này và thường thường người ta tìm đến âm ly Luman, Acouphase rồi những cái dòng Mark Intoc vân vân. Tức là sẽ đánh ra âm thanh trong trẻo nhất. Tại sao người ta hay đánh những dòng 4312A, JBL100 Century hay 4312MK2 kia, đánh vào cái dòng Luman kiểu như 80V, 85V này này, đây này, đấy, 80V, 85V, đây là 309V, đấy thì các bạn thấy, hay đánh vào kéo đẩy Acouphase này này, đấy, những dòng 3, Acouphase 303 này này, đấy, thì tại sao người ta lại hay đánh bằng này, vì nó cho, nó cái giải âm nó rất là cân đối, hài hòa và nó phù hợp với cái dòng loa này. Và chơi những dòng này thì các bạn thỉnh thoảng phang những liên khúc kiểu liên khúc chiều mưa hay là liên khúc ở trên nhạc YouTube bây giờ cũng được. Nhưng mà có điều là tiếng bass nó sẽ không được mạnh mẽ, uy lực như trên những cái dòng màng carbon. Đó là đặc trưng những dòng này. Vì dòng này sinh ra để 90% cho các bạn nghe những dòng nhạc nghe một cách tinh khiết, nghe như nuốt vào lòng mình những cái thanh âm trong một cái bản nhạc ấy. Mà các bạn, như tôi vừa nói lúc trước ấy, là các bạn muốn nghe thấy tất cả những cái tài năng của cái nghệ sĩ người ta hòa âm phối khí. Còn đây, nếu nói về nghe nhạc chuyên nghiệp, muốn chơi đa năng, muốn nghe được những cái bản nhạc mà với tiếng bát nặng thình thịch, đấy, có thể đá Daisy Nan Top, có thể đá nhạc TikTok, nhạc trẻ, hay có thể nghe hòa tấu một cách trong veo, tinh tế, và các bạn có thể nghe những cái dòng nhạc ballad buồn, hay có thể nghe vocal đấy, vân vân, thì các bạn thấy là những cái cặp này nhà sản xuất lại tạo ra theo cái cấu trúc như thế này. Thì bên tay phải các bạn, đây là cặp 80T JBL L80T, nó sử dụng một bát 25, một loa chung giấy sơn màng cứng, một chép titan. Bên cạnh này là cặp 100T, thì tôi có hai cặp tôi không bày ra. Đấy các bạn thấy. Thì một cặp 100T này, cặp này là 80T nhé, có giá 16 năm này. Cặp này là cặp 100T. Đấy, 100T này có cấu trúc cũng tương tự, nhưng nó sử dụng một bát 30 và nó nặng hơn thằng 80T này rất nhiều. Bát 30 này, cấu trúc driver khác này. Đấy. Chung giấy sơn cứng và chép titan. Cặp này thì có giá là khoảng 31 triệu đồng gì đó. Các bạn gọi điện cho tôi sẽ có giá chi tiết, vì tôi làm video nó nhiều sản phẩm quá không nhớ được, nhưng nó khoảng khoảng đó. Hay ở đây, các bạn nhìn thấy một cặp nữa. Đây là dòng 80S, dòng này thì rất là cao cấp, được các tạp chí audio đánh giá rất là cao trong tầm giá. Nó sử dụng một bát 25, cũng một chép titan. Như vậy cấu trúc rất giống 80T, tức là cái dòng 80 series mà, dòng L80 series mà, thì nó có rất nhiều model. Thế thì tại sao lại tôi lại nói như vậy? Thì các bạn nhìn thấy cái cấu trúc của nó ở đây này. Các bạn nhìn thấy nó sử dụng một bát đấy, 80T thì bát 25, thằng 100T bát 30. Thì bát này nó sử dụng một bát giấy và gân của nó là gân mút. Các bạn nhìn nhé, gân mút. Thì dòng này nó có cái sự hay của nó ở so với những dòng khác này này. Một là cái cấu trúc của nó, bát nó sử dụng gân mút, cho nên các bạn sẽ thấy cái biên độ dao động của bát thò thụt rất lớn, tạo ra cái áp suất rất mạnh trong lòng thùng và tạo ra cái tiếng bát đánh cực kỳ dũng mãnh, uy lực. Dòng này thì các bạn có thể đánh bằng cả âm ly đề nông, những dòng mặt vàng, những dòng mặt đen. Và đương nhiên thì các bạn muốn nghe nó êm, mượt, các bạn có thể đánh bằng Acouphase, đánh bằng Luman, đánh bằng Mazan, vân vân. Kể cả nhiều người đánh bằng Sansui, thì các bạn thấy là đối với những dòng này nó chơi cực kỳ đa năng, vừa nhạc mạnh, vừa nhạc nhẹ, vừa chơi những cái dòng mà nó khoáng đạt. Thì các bạn thấy nó sử dụng một con chép titan, đương nhiên là cái tần số quét và giải cao nó cực cao rồi. Nó giúp cho cái giải cao trở nên mạnh, mượt và mịn. Đấy. Thì kể cả những dòng này này, những dòng tai voi này này, đây này. Cặp này là cặp JBL 4425. Đấy, thì có giá ngoài 30 một chút, nó sử dụng một bát 30 và chép của nó là chép tai voi. Thì dòng này cũng thế, nó có hai lỗ thông hơi trực diện và nó tạo ra cái tiếng bát rất là mạnh mẽ, giúp cho những người nghe theo kiểu hào sảng mà chúng ta rất là thích, vì nó chơi khá là đa năng. Thế thì đối với những cái dòng mà nó sử dụng bát 30 màng carbon kiểu như bên này, thì các bạn nhìn lên đây này, để cho các bạn một vài cái gợi ý để các bạn khỏi sai lầm. Ở đây thì các bạn lại nhìn thấy ở bên tay phải là cái cặp hay hết số của thằng Kenwood ở cái dòng carbon, đó là dòng LS990HG. Con này có giá 16 triệu đồng. Và bên tay phải các bạn nhìn thấy một con nữa, đó là con Onkyo, đó là D77. Thì dòng D77 nó có 77 trơn, 77X, 772X. Thì những dòng này những mấy năm nay nó lên giá lắm, bởi vì người ta phát hiện ra giá trị của nó. Chất âm của nó thì rất giống những cái dòng loa châu Âu, nhưng mà cái giá thì lại rất là Nhật Bản. Đấy. Thế thì những thằng này thì nó lại sử dụng cấu trúc như thế này, các bạn nhìn thấy ở trên nó sử dụng một chép đôm. Chép của nó chép đôm. Đấy, và các bạn nhìn thấy một bát 30 màng carbon. Thì đương nhiên rồi, vừa là cái màng carbon có cái biên độ dao động rất là mạnh mẽ, tạo ra cái xung âm cực lớn, và nó cũng sử dụng gân mút, cho nên cái biên độ dao động thò thụt của nó cũng rất là mạnh mẽ. Và các bạn thấy dòng này do cấu tạo của bát của nó là màng carbon, cho nó tạo ra tiếng bát
cực kỳ mạnh. Cho nên là chơi những dòng nhạc mà liên khúc rộn rã này, chơi những dòng nhạc Dezinantop này, Vũ Trường này, đánh những cái dòng nhạc TikTok bây giờ này, đánh nhạc trẻ này, các bạn thấy nó sôi động lắm, quánh rất hay. Và nghe nhạc vàng những cái kiểu, những hòa tấu những bài Chuyện Tình Lan và Điệp này, Cô Lái Đỏ Bến Hạ này, rồi Chuyện Hoa Sim này của Như Quỳnh đấy, hát Như Quỳnh hát ấy, hay là Chuyện Giàn Thiên Lý này, mà đánh những cặp này thì các bạn thấy phê lắm. Đấy, đây là lý do mà rất nhiều người cũng hay sử dụng cái dòng loa của Nga, đó là dòng S90D để đánh những dòng nhạc vàng. Thực tế thì khi đánh dòng loa Nga để nghe nhạc vàng thì nghe tiếng nó hơi khô, nhưng mà cái bát nó thì cực kỳ mạnh. Thì những cái dòng kiểu mà carbon này này thì nó cho các bạn cái cảm xúc rất là mạnh mẽ ở cái tiếng bát. Đấy, chắc chắn là bát 30 bằng carbon sẽ mạnh mẽ hơn là bát 30 bằng giấy. Nhưng xét về độ tinh tế để chơi nhạc vàng một cách linh hoạt, nhạc vocal, acoustic, thính phòng, giống như cái người vợ chúng ta mà muốn vừa giỏi nội trợ lại, vừa khéo chiều chồng, vừa khéo nuôi con, lại làm kinh tế giỏi, thì chỉ có những cái dòng bát 30 bằng carbon này. Còn, xin lỗi các bạn, là bằng giấy này, chép titan này, nó chơi như vậy. Còn những cái dòng này ấy, thì đương nhiên rồi, nó giống như cái người vợ trong nhà giỏi bếp núc làm lụng thôi. Đấy, nhưng mà để mà khéo chiều chồng thì chưa chắc đã khéo chiều chồng. Tất nhiên là tùy theo sở thích của từng người nhé, mỗi người có một cái gu. Đấy là tôi nói theo kiểu gợi ý như vậy thôi. Thì các bạn thấy là nó có rất nhiều những cái sự lựa chọn. Thế để hướng sang bên này, tôi muốn nói với các bạn như thế này. Trên những cái dòng siêu cấp này của thằng Pioneer thì các bạn sẽ thấy có cái sự hài hòa ở đây này. Ở đây là hai cặp mà tôi về liên tục những dòng sản phẩm này. Đây là cặp S955. Đấy, S955 có giá 44 triệu đồng. Cặp này là cặp S955 ba la mã hết số thì có giá 51 triệu đồng. Thì hai thằng siêu phẩm này, hai thằng hết số này của thằng Pioneer, đây là những cái cặp mà tôi nói các bạn rồi, đó là những dòng hi-fi siêu cấp tiệm cận hai em. Thì những dòng này nó cũng sử dụng một bát 30 và các bạn nhìn thấy gân của nó là gân mút và lỗ thông hơi trực diện. Thằng này có cái sử dụng cái chép đó là chép Rickbone. Đấy, và trung đôm xuyến bao vòng khử từ. Thì các bạn thấy những cái dòng này thì âm thanh của nó mượt, tĩnh, và các bạn có thể chơi những cái dòng nhạc mạnh mẽ một chút và có thể nghe nhạc vàng một cách say đắm, hay có thể nghe những cái bản nhạc hòa tấu kiểu như những bản của Beethoven hay của Mozart. Đấy, thì các bạn thấy là trên những cái dòng này thì do cái cấu trúc của nó là bát 30 này, bát, xin lỗi các bạn, là bát 40 này, đấy, cái xung âm lớn này và cái biên độ dao động lớn, nó sẽ cho các bạn cái giải tần số cao có thể quét đến 120.000 Hz, nhưng giải tần số thấp có thể xuống đến 150 Hz. Thì các bạn thấy những dòng siêu phẩm như thế này thì đương nhiên chúng ta không nói nữa rồi, nó chơi khá là toàn diện các dòng nhạc. Thế thì các bạn này thầy mà muốn nói với tôi là thế trên những dòng Tannoy thì chơi như thế nào, thì các bạn biết rồi, Tannoy mà mua về để đánh Dezinantop thì vứt đi rồi, phí tiền rồi. Đấy, cầm vàng mà lội qua sông vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Những người mà mua Tannoy lại nghe nhạc YouTube ấy, thì gọi là nghe chơi thôi. Đấy, gọi là trường giả học làm sang thôi. Còn Tannoy các bạn phải nghe bằng đầu CD hoặc có thể phải nghe bằng những cái máy phát chuyên dụng. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là thằng này nó chơi âm thanh nó khoáng đạt lắm. Nó tạo ra cái âm hình rộng mở dành cho những người biết nghe, sành nghe. Và các bạn thấy là nó sẽ cho các bạn sự lắng động đấy, về thời gian, về không gian nghệ thuật đấy. Các bạn sẽ thấy không gian nghệ thuật nó sâu thăm thẳm và nó đưa mình về tất cả những cái ký ức của một cái thời tuổi thơ ở những cái thời kỳ có thể là chúng ta còn trẻ trung đấy. Và chúng ta sẽ có tất cả những cái mơ ước ở trong một cái bản nhạc mà các bạn sẽ cảm thấy là nó lưu giữ cho mình tất cả những cái ký ức đấy. Các bạn nhớ là những cặp loa này nó sẽ làm được cái điều đó. Và chỉ nghe nhạc nhẹ nhàng, êm ái, chủ yếu hướng đến âm thanh trong trẻo, tinh tế, và giải trầm của nó vừa phải, vừa đủ để cầm canh. Bản chất những thằng Tannoy là đều là hai đường tiếng, Tannoy D500 này, đấy, có giá 51 này, đấy, thằng Tannoy TVW này, Tannoy RVK này, thì nó đều sử dụng một chép nằm trong lòng gọi là chép đồng trục. Còn những thằng D500 là ba đường tiếng, ở dưới là bát ba, xin lỗi các bạn, bạn là một bát này, ở trên là một trung này, trong lòng nó là một chép. Đấy, các bạn đánh bằng những cái dòng đèn Luman này này, đấy, đèn Luman 32U này, mới tinh thùng, nguyên thùng này, đấy, hay là những dòng Akufei 405 này, những dòng Luman này 505S, 505U vân vân, thì các bạn sẽ thấy âm thanh của nó rất là tuyệt vời. Thế thì có những cái người lại thích như thế này, nghe nhạc nhưng mà lại muốn có một chiếc loa súp, thì các bạn thấy tôi vẫn nói các bạn rồi, các hãng audio thì người ta cũng tạo ra những cái dòng loa súp để chuyên nghe nhạc nhưng nó rất là đắt. Đấy, thế thì các bạn thấy trên thị trường hiện nay thì các bạn thấy có nhiều cái dòng súp của JB có thể đáp ứng được cái nhu cầu có thể hát karaoke và có thể nghe nhạc. Thì tại sao những dòng súp tạo ra để nghe nhạc nó phải đắt và nó phải khắt khe hơn những dòng súp karaoke? Thì các bạn biết rồi, trong quá trình đối với những cái người chơi nhạc chuyên nghiệp ấy, thì khi các bạn nghe nhạc từ những cặp loa phông loa chính ấy, thì nó phải có cái sự đồng pha so với cái loa bát ghép thêm, và loa bát ghép thêm này nó phải có cái chất lượng của cái tiếng bát ấy,
nó không bao giờ có cái sự dư thừa, tức là nó cắt tần số nó phải cực kỳ khắt khe để không gây ra cái sự khó chịu, không gây ra cái hài âm, không gây ra cái sự méo tiếng và không gây ra cái sự lệch pha so với loa chính. Và những cái dòng loa súp kiểu như JBL này này, đây là dòng 1200 của JB, nguồn điện 120, đấy, bát 30, có giá 12 triệu đồng. Các bạn có thể nghe nhạc chuyên nghiệp và ghép thêm vào dàn nhạc đối với những người thích tiếng bát mạnh, và có thể ghép vào dàn karaoke. Đối với cặp bốt này là bốt 601 series 2 có giá 33 triệu đồng. Đây là đời 3 cọc này. Đời 3 cọc thì phân tần nó gấu gấp đôi so với dòng đời 2 cọc. Các bạn biết nhé. Đấy, những dòng này thì nghe nhạc hay và có thể hát karaoke. Những dòng loa bốt thì người ta gọi nó là all in one, xem phim cũng được, nghe nhạc chuyên nghiệp hay và hát karaoke tuyệt vời không sợ học. Đấy. Thế các bạn thân mến, có rất nhiều điều nữa muốn nói dài nhưng do cái dung lượng video clip thì nó ngắn và tôi cũng không muốn nói dài để các bạn mất thời gian theo dõi. Thì các bạn tôi nói thêm một tí về Bookshelf nữa thôi. Thì những cặp Bookshelf thì cũng đừng bao giờ chơi thình thịch. Đấy, những cặp Bookshelf này, clip này có giá 9 triệu đồng này, nguyên thùng xốp này. Những cặp Bookshelf này 10 triệu đồng của BVK Anh Quốc này. Đấy, những dòng này này thì nó chơi theo kiểu khoáng đạt, nhẹ nhàng, tinh tế. Đấy, nó chơi theo kiểu như vậy các bạn nhé. Cho nên những người mà thích bát mạnh mẽ thì thường thường là chọn những cặp JB kiểu kiểu như thế này. Đấy. L100 hay là những cặp 80T. Hay là ở bên này này, các bạn hướng đây, đây là những cặp 12F này của Vega này. Vega thì nổi tiếng rồi, nó dã man ở cái tiếng bát của nó. Dòng Vega của Mỹ thì bao giờ cũng thế. Bát 30 12F có giá là 18 triệu đồng này. Những cặp này thì các bạn thấy nó chơi bạo lực lắm, nó chơi nhạc cực kỳ bạo lực. Đấy. Các bạn chơi nhạc YouTube bây giờ cắm từ YouTube qua âm ly đề nông đánh vào đây thì đảm bảo là phần lớn là các bạn thích bát nặng thì sẽ hài lòng với cặp này. Đó là 12F của Vega Mỹ và giá chỉ 18 triệu đồng. Còn những người mà cái thích đánh cái kiểu êm ái nhẹ nhàng, nghe những cái bản nhạc kiểu Cao Ngất Trường Sơn ấy, Ôm Ấp Tình Thương Nước Xa Sông Gầy, hay là Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê, Hái Hoa Rừng Cho Em, rồi những cái bản nhạc Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu, vân vân, thì chúng ta chơi những cặp này. Đó là Yamaha 200M giá 6 triệu 500 ngàn đồng bát 25, và gân của nó là gân lụa mềm mại nguyên bản. Đó là những cặp Yamaha rất hợp lý. Các bạn có thể đánh bằng Pioneer 7800, đánh bằng Sansui 2000, 2000X, Sansui 771, đấy, vân vân, là nó rất là dễ ghép. Thì các bạn nhớ nhé, có rất nhiều cái sự lựa chọn. Và các bạn thân mến, để không tốn thời gian các bạn nữa, tôi sẽ dừng video clip ở đây, và các bạn có cái sự trao đổi thêm thì các bạn có thể comment bình luận ở phía dưới.